Top 10 loài khủng long thông minh nhất thời tiền sử. Admin cũng hơi đẹp trai, rất vui khi được gặp lại các fan hâm mộ của bạn có biết. Ok, chủ đề hôm nay sẽ là top 10 loài khủng long thông minh nhất thời tiền sử. Thực chất khủng long là những động vật to lớn nhưng ngu ngốc từng thống trị trên mặt đất. Não của chúng đa phần chỉ to bằng quả óc chó mà thôi. Tuy nhiên không phải tất cả mọi loài khủng long đều ngớ ngẩn. Một số trong chúng có thể đạt trí thông minh ngang với các loài thú có vú vào ngày nay. Ok, giờ chúng ta bắt đầu đến với top 10 loài khủng long thông minh nhất dựa trên tỷ lệ khối lượng não và hành vi của chúng nhé. Vị trí số 10 là loài Tarsia. Loài này sinh sống vào đầu kỷ phấn trắng, có thể dài tới 8 mét. Chúng có cùng họ với loài Ankylosaurus. Kích thước não cho thấy Tarsia là một trong số những loài khủng long thông minh nhất. Chúng là một trong hai loài khủng long ăn thực vật có mặt trong top 10 này. Vị trí số 9 là loài Ornithomimus. Đây là loài khủng long có kích thước nhỏ, dài 3,8m và nặng 170kg. Chúng sống vào cuối kỷ phấn trắng. Dựa vào kích cỡ não, các nhà khoa học cho rằng Ornithomimus có lẽ thông minh bằng một con đà điểu châu Phi ngày nay. Vị trí số 8 thuộc về Allosaurus. Đây là một loài khủng long ăn thịt lớn sống cách đây 155-150 triệu năm. Tên Allosaurus có nghĩa là thằng lằn quái dị theo tiếng Hy Lạp. Chúng là chi khủng long được nhiều người biết đến và xuất hiện trong rất nhiều phim và tài liệu về cuộc sống tiền sử. Auler dài trung bình 8,5m và có thể lên đến 12m, nặng 2,3 tấn. Chúng rất nhanh nhẹn, có thể đạt vận tốc 43 km/h. Cơ thể chúng rất cơ động và có não khá to. Điều này góp phần giúp nó trở thành loài ăn thịt đứng đầu khu vực Bắc Mỹ. Auler săn mồi theo nhóm và con mồi của chúng rất đa dạng. Đứng ở vị trí thứ 7 là Mosasaur. Đây là loài khủng long chân chim sống tại Montana vào thời điểm hậu phấn trắng, tức khoảng 74 triệu năm trước. Mosasaur khá lớn, có thể đạt chiều dài lên đến 9 mét. Chúng là loài khủng long có mỏ cứng như vịt, mũi thì dày và có một cái mào tam giác ở trên đầu. Chúng đẻ trứng trong những chiếc tổ khổng lồ. Jack Horner là nhà cổ sinh vật học đã khám phá ra loài này cũng như đặt tên cho chúng. Tên của nó khi được dịch ra có nghĩa là bà mẹ bò sát tốt bụng. Horner đã tìm thấy nhiều dấu vết về tổ, trứng và xương của con gần hóa thạch của nó. Đây chính là bằng chứng đầu tiên chứng minh được việc khủng long lớn đã nuôi khủng long con khi chúng nở và cho ăn. Y như loài chim ngày nay vậy, Mosasaur là loài khá thông minh. Chúng đủ khôn ngoan để biết di trú theo đàn lớn và đi tìm thức ăn. Xếp ở vị trí thứ 6 là loài Oviraptor. Oviraptor là một chi khủng long ăn thịt cỡ nhỏ, có lông vũ. Chúng sống ở Mông Cổ vào cuối kỷ phấn trắng cách đây 75 triệu năm. Tên của nó trong tiếng Latin có nghĩa là kẻ trộm trứng, là một trong số ít khủng long đủ thông minh để biết cách ấp trứng. Đứng chậm chệ ở vị trí thứ 5 là thanh niên chuyên đấu giải Tyrannosaurus Rex. Con này thì các bạn hay xem clip của mình biết quá rõ rồi. Mình đã làm khá nhiều clip bắt đồ của nó. T-Rex dài khoảng 13,1m, cao 6,1m và nặng khoảng 8 tấn. Dù to nhưng nó vẫn có thể đạt tốc độ 40 km/h. T-Rex có một chiếc đuôi nặng và một cái đầu to. Não nó lớn và khá thông minh so với các loài khủng long ăn thịt khác. Có lẽ nhờ có bộ óc khôn ngoan này mà kỹ năng săn mồi của nó rất tốt. Rexy chuyên săn khủng long lớn và khủng long bọc giác. Thậm chí nó săn cả đồng loại nếu như thực phẩm khan hiếm.
Bẽn lẽn ở vị trí số 4 là thanh niên có tên khá khó đọc, Consonathus. Mới thoạt nghe có thể bạn sẽ tưởng đó là tên của một cầu thủ Thái Lan nào đó. Nhưng không, đây là một loài khủng long ăn thịt và đi bằng hai chân. Loài này có kích cỡ bằng một con gà Tây và sinh sống cách đây 150 triệu năm. Nó sống trong giai đoạn đầu Thetonia, tức cuối kỷ Jura, tại khu vực ngày nay là châu Âu. Chúng là một trong những loài khủng long nhỏ nhất trong lịch sử. Mẫu vật đầu tiên được thu thập chỉ dài khoảng 1 mét. Mẫu vật Consonathus lớn nhất được ghi nhận có khối lượng khoảng 3,5 kg. Loài này đi bằng hai chân với chi và đuôi sau dài, giúp chúng cân bằng cơ thể khi di chuyển. Chi trước ngắn hơn, có 3 ngón với các vuốt để giữ chặt con mồi. Ngại ngùng ở vị trí số 3 không phải ai khác mà chính là thanh niên Deinonychus. Vâng, nghe cũng không khác tên của một cầu thủ Indonesia mấy. Chúng sinh sống cách đây 115 tới 108 triệu năm, có thể dài đến 3,4 mét, nặng 73 kg. Các bạn có thể thấy nó khá giống con Velociraptor trong phim. Những con Velociraptor trong loạt phim Công viên kỷ Jura đã được dựng theo hình ảnh của loài này. Chúng có kích thước nhỏ, săn mồi theo bầy, tư thế cơ thể nằm ngang, gai sống giống đà điểu, đặc biệt là móng vuốt rất dài, làm nó trở thành một kẻ ăn thịt nhanh nhẹn và hoạt bát. Xếp ở vị trí thứ hai chính là loài Velociraptor. Chúng là một trong những loài khủng long nổi tiếng nhất nhờ được mọi người biết đến thông qua loạt phim Công viên kỷ Jura và Thế giới kỷ Jura. Tuy nhiên trong phim nó đã được búp lên khá nhiều về cả trí tuệ và kích thước so với thực tế. Thật ra Velociraptor là một chi Dromaeosaurida với kích thước trung bình. Con trưởng thành dài 2,07 mét, cao 0,5 mét ngang hông và chỉ nặng chừng 15 kg. Ở trong phim, nó phải to như một con Deinonychus vậy. Loài này có hộp sọ dài 25 cm và có một kiểu cong lên đặc biệt. Velociraptor thực chất cũng không thông minh như trong phim. Nó chắc chắn không đủ khôn ngoan để mở được cái chốt cửa. Mặc dù vậy, so với những loài khủng long khác thì nó vẫn rất thông minh. Chúng rất nhanh nhẹn, săn mồi theo nhóm và sẽ giết bất cứ thứ gì có thể. Đụng đỉnh ở vị trí số 1 trong danh sách chính là loài Chudon. Chúng sinh sống cách đây 77 triệu năm trước. Nó là loài khủng long nhỏ, cao 0,9 mét, dài 2,4 mét và nặng 50 kg. Chúng sở hữu một bộ não rất to so với kích thước cơ thể. Thể tích hai bán cầu não của chúng có thể lên tới 63% so với cả bộ não. Chudon săn mồi theo nhóm và chúng ăn tạp, nghĩa là ăn cả thực vật và động vật. Chúng có phạm vi sinh sống rộng, với hóa thạch xuất hiện xa về phía bắc tới Alaska, về phía nam tới Wyoming, có thể cả Texas và New Mexico. Các nhà khoa học cho rằng Chudon thông minh ngang với một con trồ. Xếp ở vị trí số 0 là Indominus Rex. Indo thực chất là loài khủng long không có thật. Nó được lai tạo trong một bộ phim giả tưởng, đó là Thế giới kỷ Jura, cho nên nó không nằm ở vị trí số 1 được. Tuy vậy, mình vẫn ưu ái dành tặng cho nó vị trí số 0, tức là vẫn xếp trên những số còn lại. Ahihi. Con Indominus Rex trong phim cao khoảng 6,5 mét, dài 15 mét và nặng 10 tấn. Nó chính là phiên bản hoàn hảo của loài T-Rex. Indominus là động vật được tổng hợp từ nhiều loại gen trên cơ sở một con T-Rex. Nó rất nhanh nhẹn, có thể chạy với vận tốc lên đến 48 km/h. Nó cực kỳ thông minh, đã lừa con người đến 2 lần. Lần đầu nó ngụy trang đến mức như tàn hình rồi trốn thoát. Lần 2 ngụy trang rồi phục kích chính những người đi giết nó.
kỹ năng chiến đấu của Ender rất bá đạo. Một mình nó cân hết cả bầy Ankylosaurus. Da của nó có thể chịu được cả bom đạn. Trí thông minh của nó còn được thể hiện qua việc điều khiển đám Velociraptor để phản lại con người. Tuy nhiên không may cho Ender là thanh niên manh chính trong phim lại nuôi nấng những con Raptor này từ nhỏ. Vì công sinh thành dưỡng dục, chúng đã không phản cha và đã phản thầy. Thầy ở đây chính là con Indominus Rex. Cũng chính nhờ sự trợ giúp từ thiếu niên Velociraptor Blue mà Rexy đã chiếm lại được thế trận. Ares sau đó do chủ quan khinh địch đã để trung niên Mosasaurus ở dưới hồ phục kích. Nó bị ngoạm một phát khá đau rồi kéo xuống hồ. Nhiều khả năng là Ender đã chết dưới nước trong hàm của Mosasaurus. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận được sức mạnh, đặc biệt là trí tuệ của nó. Ares có lẽ là con khủng long thông minh và tài giỏi nhất từng được xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.